Trong tựa game Minecraft, có rất nhiều cách mà các bạn có thể dùng để di chuyển qua lại. Có thể chỉ đơn giản là các bạn sẽ đi bộ từ chỗ này sang chỗ khác, như bao nhiêu game thủ Minecraft đã làm. Hoặc nếu may mắn hơn và tìm được một cái in ngựa theo cách nào đó, thì các bạn có thể di chuyển bằng ngựa một cách nhanh hơn so với đi bộ bình thường. Hoặc nếu bạn có thể rất giàu có và xây được hẳn một cái hệ thống đường ray nối từ khu vực này sang khu vực khác, thì việc di chuyển bằng những cái xe điện kiểu này cũng khá là tiện và nhanh chóng. Nhưng chúng ta đều biết rằng cách thức di chuyển hay nhất và nhanh nhất của Minecraft không hơn gì cái Elytra, đôi cánh giúp các bạn bay lượn trên bầu trời một cách tự do và nhanh chóng. Tuy nhiên, nó không phải là một thứ dễ kiếm và cũng không dễ gì tạo ra những nguyên liệu để duy trì khả năng tối đa của nó. Vậy nên, trong tập lần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mod rất là đơn giản. Nó cũng không quá lệch so với theme của Minecraft và thêm một khả năng di chuyển khá cân bằng và hay ho với các bạn. Đó chính là Simple Plane. Simple Plane, đúng như cái tên gọi của nó, thêm vào Minecraft hai loại máy bay cơ bản nhất có chất liệu làm từ gỗ, chính là máy bay bình thường và máy bay trực thăng. Dựa trên những kiến thức cơ bản ở ngoài đời, thì máy bay trực thăng và máy bay bình thường sẽ có cách vận hành khác nhau. Ví dụ như là máy bay bình thường sẽ cần đến một đường băng dài để bay. Trong khi đó, máy bay trực thăng chỉ cần một khu vực đơn giản là đã có thể bay được rồi. Đối với máy bay bình thường thì cá nhân mình thành thật mà nói, mình không dùng nhiều trong game lắm. Bởi vì thực ra nó cũng khá khó điều khiển. Nhưng có thể với các bạn nó sẽ dễ điều khiển nếu bạn quen. Và cái này hoàn toàn có thể chỉnh trong config của mod rồi nhé, để cho lái máy bay dễ hơn đấy mà. Còn với máy bay trực thăng ấy, thì các bạn có thể điều khiển nó dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì trên lý thuyết ở ngoài đời, nguyên lý hoạt động của máy bay trực thăng rất khác so với nguyên lý hoạt động của máy bay bình thường. Trên một phương diện nào đó thì nó dễ điều khiển hơn khá khá đấy. Những loại máy bay này ấy, sẽ đều có cách trang trí khác nhau tùy thuộc theo chất liệu gỗ mà các bạn lựa chọn. Nó hoàn toàn hỗ trợ cả gỗ từ những cái mod khác nhé, vậy nên cái Simple Plane rất là đa dạng. Ngoài ra thì các bạn còn có thể lắp cờ lên cho máy bay nữa. Cái này thì chắc là tùy các bạn thôi nhé. Để chế tạo máy bay thì nguyên liệu cũng sẽ rất là rẻ thôi bởi vì nó là Simple Plane mà. Trong game ấy, nếu các bạn cài đủ mod, nó sẽ cho các bạn một cuốn sách hướng dẫn. Trong đó có đầy đủ các chi tiết về nội dung này, về upgrade của máy bay này, về các loại máy bay, về cách thức chế tạo, cũng như là các màu sắc khác nhau để tùy cho các bạn điều chỉnh. Và một cái máy bay sẽ cần một cái lò để làm nguyên liệu đốt chính. Mình thấy đây là một cái cơ chế khá là đơn giản để thêm vào máy bay, tăng phần thực tế cho mod. Sau cùng thì nó cũng phải có một cái gì đó sinh ra năng lượng phải không nào? Máy bay có thể dùng để bay solo hoặc chở người khác đi cùng, thậm chí là chở những cái mob khác như là kiểu dân làng hay động vật. Hoặc đơn giản ấy, các bạn có thể lắp một cái dương bình thường vào và nó sẽ trở thành một loại máy bay thổ hàng bình thường, rất là đa dụng. Máy bay sẽ có 4 loại nâng cấp chính mà các bạn có thể thêm vào tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Loại nâng cấp thứ nhất ấy chính là khả năng bắn tên. Mặc dù mình nghĩ nó chỉ mang tính chất cho vui mà thôi, bởi vì mình thấy nó không hiệu quả bằng sử dụng cung. Nhưng mà nó vui, đúng không? Và ngoài tên ra ấy, thì các bạn có thể bắn đạn lửa, rất phù hợp với những người chơi thích phá hoại. Tiếp theo là Rocket Boost. Các bạn có thể tăng tốc đột ngột trên không cho máy bay. Mình đoán là bạn nào thích làm những cái map kiểu đua máy bay ấy, thì có thể sử dụng cái này chăng? Chứ bình thường mình thấy tốc độ máy bay bình thường cũng là rất nhanh rồi. Và cuối cùng là phao nổi. Và đây chắc là thứ duy nhất mà mình thấy hữu dụng. Nó chỉ đơn giản là khiến cho máy bay nổi lên trên mặt nước. Nó sẽ rất thích hợp và rất là hay đối với những bạn nào thích sinh tồn ngoài đảo hoang. Sau cùng thì Simple Plane vẫn là giữ bản chất của Minecraft theo quan điểm của mình, là nó không bị lệch quá so với Vanilla, nhưng nó vẫn sẽ cho các bạn một phương tiện vui và hay ho để di chuyển trong thế giới rộng lớn. Simple Plane là một mod mà lúc nào mình cũng phải có mỗi khi chơi Minecraft bởi vì chính sự đơn giản và sự đa dụng của nó. Mình luôn cho rằng Minecraft có thể sử dụng một chút gì đó hiện đại để khiến cho game thú vị hơn rất nhiều, đúng không nào? Mình sẽ để link download ở phần miêu tả và nếu các bạn thích thì hãy tham gia server Discord của mình nhé. Các bạn trong đó chơi Minecraft cũng kinh lắm. Chúng mình có một cái server nhỏ nhỏ đã chơi khoảng hơn 500 ngày rồi. Và rất hy vọng là sẽ có thêm những người bạn mới đó. Mình là WeWooMaster69. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nhé.